Xin chào mọi người nha. Vừa xuống mộ mẹ em về, tranh thủ lúc đang đợi xong lễ, em phải đọc cho mọi người thấy này. Mặt mình chúng ta bình thường này, chúng ta cũng không bao giờ để ý đến là mình có bị nhiễm độc hay không. Nhưng mọi người, cách mọi người phát hiện ra mặt mình có bị nhiễm độc hay không ấy, là lúc mà mọi người nhìn thấy da mình nó cứ sám ngoét đi ấy. Mọi người có trang điểm hay là làm một cái tác động nào đó lên mặt mình mà mặt mình vẫn sám, cứ nhìn nó cứ tái sám đi ấy, hoặc là đen đen đi ấy, thì lúc đó là cơ thể mọi người đang nhiễm độc rồi. Khi nó nhiễm cái lạnh vào thì nhìn da mặt nó rất là xấu, mọi người nhìn này, đen xì luôn. Thực sự nó rất là đen, nhìn ở ngoài đen hơn rất là nhiều. Không, mọi người nhìn trong điện thoại của em cũng không rõ bằng. Đấy, khu vực nào nó bị nhiễm nó sẽ lên đen luôn. Chào bạn Kiên, đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Đợi Nhung tí. Mình nhìn này, đen xì luôn. Thì khi mà mình đã bị như này thì mình thải độc sớm thì nó sẽ không ngấm vào trong cơ thể của mình. Thế tại sao có những người mà khi mà đau mỏi cổ vai gáy ấy, đau mỏi hết rồi, không cái chịu nặng hết cả cổ vai gáy mà không rõ nguyên nhân vì sao ấy, thì mọi người hãy cứ thải độc bằng điện trần, mọi người sẽ thấy vai mình nhẹ hẳn đi luôn. Rất là đen luôn này, mọi người có thể nhìn thấy này, rất là đen luôn. Tờ giấy trắng như thế này. Và sẵn cái dụng cụ em đánh chỉ là bạc, hai đầu đều là bạc. Mọi người có thể nhìn đồng ứng sống lưng đen lắm luôn. Em xì nên khi đánh xong này da mặt mọi người sẽ sáng ra, trông nó rất là sạch. Đau chóng. Nhìn thấy đen xỉu không? Rất là đen. Mỏi lưng mọi người có thể dùng cái càng cua này, càng tôm này đánh trên sống lưng như này. Sống mũi thì chính là đồng ứng với sống lưng. Trong diện trần thì cứ chỗ nào là sống thì nó sẽ đồng ứng với sống lưng, ví dụ sống mũi, sống tay, sống cằm, sống chân. Cái lưng của em không bị lạnh. Nhiều người hỏi em là cách đánh như nào, mọi người có thể quan sát như một số cái live stream em hướng dẫn. Có rất là nhiều các chị bảo sao không làm một số cái hướng dẫn đơn giản để mọi người có thể tự làm ở nhà. Thực sự là em không có nhiều thời gian để có thể là live stream hay là nói với mọi người. Nhưng thỉnh thoảng em có chia sẻ thì khi mà em chia sẻ thì mọi người... Dạ! Cháu mua của một cô, chú có thích thì cháu lấy hộ cho, cháu bảo cô gửi về địa chỉ cho chú. Cháu lấy của cô Mai ở Hà Nội ấy chú. Chú thích thì cháu cho cô chú địa chỉ, hoặc là chú đưa địa chỉ đi, cháu nhờ cô Mai cô gửi sang cho chú cho. Nói chung là cái càng cũ bạc này nó tiện lắm chú ạ. Cháu lấy cho một chị bạn cháu mà chị bị lạnh, nghĩa là quanh năm tứ đời chị lạnh ấy, kể cả là thời tiết mà cứ chuyển giao mùa mà không có áo ấm là chị lạnh luôn.
Thế nhưng mà đến khi mà cháu lấy cho chị ngày nào chị cũng đánh thải độc ấy, thì chân chị bây giờ ấm lên mà chị ra ngoài là chị không 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 phải mặc áo lạnh như trước đây nữa, còn có thể ngồi trước quạt cùng với gia đình được rồi chú ạ. Thế chú thấy khu vực cháu bị độc có toàn bị ở khu vực má thôi, ở đồ hình trắc diện đấy chú, chính diện không bị. Dạo này cháu không thấy chú Lân chia sẻ bài mấy, trước cháu hay đọc bài của chú, dạo này cháu không thấy bài của chú mấy. Chú ơi, cái càng cua thì thực ra là cái tay cầm này của nó bằng sừng thôi mà chú, còn chủ yếu là hai cái đầu tròn này là đồng bạc đấy chú. Cái này nó chỉ là dụng cụ cầm thôi mà. Cái đằng sau thì nó có tác dụng là mình để mình giống như cái phần chày đâm tiêu ấy chú Lân. Để tốt hay không thì nó chủ yếu là do cái thằng bạc này người ta cho là bạc bạc chuẩn đấy chú. Còn nếu mà nó người ta trộn trà trộn mà người ta cho bạc ở trong là một thành phần khác, xong họ phủ bạc ở ngoài ấy, thì nó cái hiệu quả nó sẽ không như mong muốn đâu chú. Chứ còn toàn bộ cái đầu này của nó bằng bạc hết thì cái tác dụng của nó cao. Thế còn ví dụ như họ tính lên lợi nhuận mà họ cho trong này là inox xong họ phủ bạc vào thì nó không được hiệu quả thôi, chứ còn nó vẫn dùng được. Những cái chắc là giá thành của nó sẽ rẻ hơn so với một số cái sản phẩm khác. Thì lâu cháu không thấy chú ở trên Face, không thấy bài của chú trên Face. Thỉnh thoảng cháu vẫn tham khảo bài của chú. Thế chú cho địa chỉ đi ạ, chú nhắn địa chỉ ở Messenger cho cháu, cháu sẽ gửi cho cô Mai và cô Mai sẽ gửi trực tiếp cho chú, thì chú gửi tiền cho cô đấy nhá. Cháu sẽ định, tại vì bình thường mọi người cứ nhờ cháu là cháu cứ gửi địa chỉ về cho cô Mai, xong cô Mai sẽ gửi trực tiếp vào cho khách ấy, thì cháu sẽ nhờ cô gửi cho chú, không thì cháu sẽ nhờ với bạn Quang Sáng. Nhưng phía bên bạn Quang Sáng thì giá nó cao hơn một chút, nhưng mà cái tay cầm của bạn Quang Sáng này bạn ấy làm theo một giá, tức là một kiểu hết, thì cháu có thể là bảo chú lấy chỗ bạn Quang Sáng được, thì cháu sẽ gửi bạn Quang Sáng địa chỉ cho bạn, sẽ gửi hàng cho chú luôn. Nó cháu đánh xong thì em khuôn mặt mình nó sáng hẳn ra, thì ban nãy nó cứ sáng ngoét vào. Cháu sẽ bảo bạn Quang Sáng sẽ liên hệ với chú nhé. Chú cứ cho cháu địa chỉ với số điện thoại của chú ở trên Messenger cho cháu. Đúng rồi ạ, của Sáng này có hai loại chú ạ. Nói chung là nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ của cái bạc ở trên đầu này chú. Tỷ lệ mà nó chuẩn đấy hàng, tức là 100% là bạc chuẩn của nó thì giá của nó sẽ cao hơn. Nên chú thấy là cái bút ba chia của thầy ấy, bút sao chổi của thầy ấy, hai đầu của nó bằng bạc hết thì giá thành nó rất là cao, 900.000 một cái. Có những người thì họ lại lấy cái bút đứa bạn của cháu đã bị trường hợp đó thôi chú, tức là cái bút đầu ba chia của chú ơi. Cái này thì nó chỉ khác nhau ở cái tay cầm này thôi, to hay nhỏ nó khác nhau ở cái tay cầm, còn cái đầu bi này thì nó giống nhau. Thì theo cháu là cái đầu tầm như này là vừa chú ạ. Tại vì là tại sao lại vừa, vì là mình có thể sử dụng ở trên sống lưng, trên này nó cũng ôm lấy cái sống lưng của mình nhá, mà mình làm ở cái sống lưng của mình trên lưng này nó cũng ôm vừa chú ạ. Hay có cái cháu đang kể với chú là có một cái trường hợp là mua cái bút sao chổi của thầy nhưng mà nó bằng inox ấy, sau đó họ về họ cũng phủ một cái đầu bạc ở cái đầu inox, thì rõ ràng là cái tác dụng của bút nó đã được bị thay đổi rồi. Với hai nữa là cái giá thành của cái bạn ấy bị mua mất là 650 một cái, thì chú bảo là tự dưng là mình đang mua một cái bút có đâu hơn 100 hay 200 mà tự dưng phải mua thêm một tí bạc đấy vào thì quá đắt đúng không ạ. Thôi em chia sẻ với mọi người cách sử dụng của bút của càng cua bạc vậy thôi. Em phải đi làm lễ đây. Chào mọi người nha.